Xin chào các bạn, như cái video trước tôi đã share và review cho các bạn các cái thông số kỹ thuật cũng như là ưu điểm và nhược điểm của dòng máy chiếu BenQ MH560. Thì cái video trước tôi có một cái sai sót, đó là sai sót về cái cường độ sáng của máy, và tôi xin đính chính lại ở cái video này. Thì là cái con này là MH560 và cái cường độ sáng chuẩn của nó theo như website của BenQ.com công bố thì là độ sáng nó lên đến 3.800 lumen, chứ không phải là 3.500 lumen như cái video trước tôi đã chia sẻ với các bạn. Và ở cái video này chúng ta sẽ trải nghiệm cái hình ảnh thực tế cái máy chiếu BenQ MH560 trên một cái màn chiếu sáng. Đây là một cái loại vải màn chiếu khá đặc biệt được cung cấp bởi VNPC tại thị trường Việt Nam. Tôi xin lướt qua lại cái thông số của BenQ MH560. Đây là cái mẫu máy chiếu có cường độ sáng 3.800 lumen, phân giải Full HD chuẩn và hỗ trợ độ phân giải tối đa là 1.900 x 1.200. Máy có hệ số tương phản là 20.000 và có thể bóng đèn có thể đạt tối đa cái số giờ sử dụng là lên đến 15.000 giờ nếu mà chúng ta sử dụng ở chế độ Economic. Với các cái máy chiếu BenQ mới ở thị trường Việt Nam thì chúng ta được bảo hành thân máy lên đến 2 năm và bảo hành 12 tháng cho bóng đèn, tương đương 1.000 giờ tùy điều kiện nào đến trước. Với các cái thông số kỹ thuật và thông tin như tôi chia sẻ với các bạn thì chúng ta sẽ cùng trải nghiệm và chúng ta đưa ra cái đánh giá về cái chất lượng hình ảnh chiếu trên cái màn chiếu sáng. Màn chiếu sáng là một loại màn chiếu khá đặc biệt mà được VNPC cung cấp tại thị trường Việt Nam. Đối với màn chiếu sáng thì nhiều khách hàng đã được lắp đặt và trải nghiệm và để lại rất nhiều những cái nhận xét, những đánh giá rất là khách quan. Thì những nhận xét đánh giá này chúng tôi đều có public và chia sẻ trên cái trang web là máy chiếu 3D.vn. Đây là trong cái môi trường mà tôi đang tắt cái ánh sáng, tắt cái hình ảnh chiếu từ cái máy chiếu lên, và chúng ta thấy được rõ ràng cái màn này màn xám, xung quanh cái tường của tôi là tường màu trắng. Rồi chúng ta sẽ cho hình ảnh lên. Đối với một cái máy chiếu cường độ sáng 3.800 lumen và hiện tại đang chiếu ra cái khung hình tương đương tầm cỡ khoảng 100 inch tỷ lệ 16 chính, chiều ngang cái khung hình này nó rơi vào tầm cỡ khoảng 2m2. Các bạn có thể chủ động các bạn đánh giá chất lượng hình ảnh. Hiện tại là tôi đang lắp đặt cái màn chiếu này trong điều kiện là ngược sáng, tức là cái màn chiếu nó phản ngược ra phía bên ngoài đường và cái hình ảnh bên ngoài nó hắt vào cũng tương đối nhiều. Các bạn có thể tự trải nghiệm cái chất lượng hình ảnh được phát lại từ trong máy chiếu BenQ MH560 và tự đưa ra đánh giá cũng như nhận xét về chất lượng hình ảnh của dòng máy chiếu này so với các cái mẫu máy chiếu khác mà các bạn đang sử dụng hoặc là các bạn đang có nhu cầu tìm hiểu và mua. Đây là cái menu của máy. Thì menu của các cái dòng máy chiếu BenQ mới sau này đều có tiếng Việt và nó rất là dễ dàng tùy chỉnh các thông số kỹ thuật nha các bạn. Trong trường hợp mà chúng ta tắt bớt cái ánh sáng đèn xung quanh thì cái chất lượng hình ảnh nó sẽ còn khá đẹp hơn, nó đẹp hơn rất là nhiều so với cái hiện tại là tôi đang để cái khung, cái phòng ở trong cái điều kiện hở sáng nhiều, hở sáng mạnh luôn. Đây tôi chỉ là tắt bớt đèn thôi chứ còn bản chất cái phòng này còn rất là sáng, các bạn có thể thấy nhìn thấy xung quanh được là ánh sáng nó bị ảnh hưởng khá nhiều. Và tôi đưa gần cái điện thoại lại gần cái vị trí cái màn chiếu cách xa tầm cỡ khoảng 3m. Hiện tại tôi đang đứng ở vị trí khoảng 3m đó các bạn. MH560 cũng có hai cổng HDMI và các cái cổng kết nối còn lại thì nó cũng tương đương với lại MH550 cái phiên bản trước đó. Tuy nhiên thì MH560 được cải tiến về cái cường độ sáng và hệ số tương phản cũng được nâng lên, cũng như là tuổi thọ bóng đèn đã được tăng lên đến 15.000 giờ nếu chúng ta sử dụng ở chế độ Economic. Trong cái khoảng cách tôi đang đứng hiện tại là nó rơi vào tầm cỡ khoảng 5m, chúng ta vẫn cảm nhận được cái chất lượng hình ảnh màu sắc như thế nào thì các bạn sẽ tự các bạn đánh giá nha. Tôi không đưa ra cái so sánh bất cứ một cái sản phẩm nào. Ở đây cái quyền lựa chọn bất cứ một cái sản phẩm nào đó là quyền của người sử dụng. Tôi sẽ xin phép mở sang một cái video khác nha các bạn. Xem YouTube quảng cáo hơi nhiều các bạn.
Đây là cái video mà tôi mở trực tiếp ở trên YouTube rồi các bạn. Trong cái môi trường ánh sáng ban ngày hở sáng nhiều và đang chiếu ngược sáng thì các bạn có thể thấy được là BenQ MH560 nó chất lượng nhẹ như vậy nó có đạt hay không và nó được bao nhiêu điểm, hay các bạn hãy để lại những cái bình luận cũng như là đánh giá cách khách quan nha các bạn. Tất cả các cái video của VNBC sẽ ghi nhận những nhận xét đánh giá cũng như là những góp ý của các cái thành viên một cách công khai, minh bạch. BenQ MH560 có kích thước khá là nhỏ gọn và màu trắng trông khá là sang các bạn. Nó cũng khá là nhỏ gọn, khá là nhẹ, các bạn có thể dễ dàng bỏ túi và mang đi trình chiếu bất cứ đâu. Về thông số chi tiết cũng như là giá bán của dòng này thì các bạn vui lòng các bạn check trên cái trang web là maychiếu3d.vn các bạn, hoặc là maychiếu giá rẻ.vn. Như vậy video hôm nay tôi đã hoàn thành cái nhiệm vụ là cho các bạn được xem và trải nghiệm thực tế cái dòng máy chiếu BenQ MH560 trên một cái màn chiếu xám của VNPC. Tôi tiết lộ bí kíp với các bạn rằng là màn chiếu xám nó sẽ giúp cho cái chiều sâu khung hình của cái máy chiếu nó sẽ có tăng lên đáng kể và cái màu sắc nó sẽ được tái tạo tốt hơn tất cả các loại màn chiếu trắng hiện nay. Tuy nhiên thì cái màn chiếu xám nó cũng sẽ làm cho cái cường độ sáng của cái máy chiếu nó bị hấp thu nhiều hơn. Sau đó thì cái cường độ sáng khi mà chúng ta chiếu từ cái máy chiếu vào cái màn chiếu xám thì chất lượng về cái cường độ sáng nó sẽ giảm đi một phần nào đó. Đấy là thực tế. Các bạn có thể đến showroom của VNPC tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh để chúng ta cùng trải nghiệm cái máy chiếu BenQ MH560 trên màn chiếu xám, màn chiếu trắng và tất cả các loại màn chiếu đang có mặt ở thị trường Việt Nam thì đều có được lắp đặt sẵn tại công ty máy chiếu VNPC. Ngoài màn chiếu xám thì chúng tôi còn tất cả các loại màn chiếu kích thước màn trắng và màn chiếu quang học. Các bạn có thể đến và trải nghiệm các loại màn chiếu khác nhau ở trên những kích thước khác nhau. Cảm ơn các bạn đã cùng tôi trải nghiệm về máy chiếu BenQ MH560 với hình ảnh trình chiếu thực tế. Xin chào và hẹn gặp lại.